Arsenal tiếp tục đàm phán Lisandro Martinez. Theo những tiết lộ mới nhất từ ký giả David Ornstein, Arsenal sẽ tiến hành đàm phán với Ajax về trường hợp của Lisandro Martinez vào tuần này. Được biết, đội bóng Hà Lan vẫn kiên quyết đòi mức giá 50 triệu euro, tuy nhiên pháo thủ vẫn đang chỉ dừng lại ở con số 40 triệu euro. Hiện tại, Man United được cho là đang nắm lợi thế ở thương vụ này. Quỷ đỏ sẵn sàng chi ra số tiền như yêu cầu của Ajax. Lợi thế của đội chủ sân Old Trafford so với Arsenal là huấn luyện viên Erik ten Hag. Theo như báo cáo, Man United đang tỏ ra rất tự tin có được Martinez vì mối quan hệ tốt giữa anh và huấn luyện viên người Hà Lan. Theo Fabrizio Romano, ưu tiên của Martinez là chuyển tới Premier League chơi bóng nếu như anh rời Ajax. Newcastle tham gia giành Jurrien Telemans. Theo nguồn tin từ nhà báo Bancicop, mặc dù đã chiêu mộ thành công Fabio Vieira từ Porto, tuy nhiên nó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch mang về Jurrien Telemans. Theo đó, cầu thủ người Bỉ vẫn sẽ khẳng định muốn rời Leicester vào mùa hè này và biến đấu ưa thích của anh sẽ là Arsenal. Về phía bầy cáu, họ cũng sẵn sàng để trụ cột của mình ra đi nếu nhận về 40 triệu bảng. Mặc dù vậy, pháo thủ đang phải cố gắng đàm phán để đưa ra con số chỉ dừng lại ở ngưỡng 30 triệu bảng. Cũng theo tiết lộ từ Ben Jacob, giám đốc thể thao bên phía Newcastle United đã có buổi nói chuyện với Leicester City về trường hợp của Telemans. Nếu bầy cáu đưa ra điều kiện phù hợp, chắc chắn Trichter sẽ sớm mở cuộc đàm phán. Arsenal chưa hề đàm phán với Aaron Hickey. Theo ký giả Fabrizio Romano, mục tiêu theo đuổi của Arsenal ở vai trò hậu vệ cánh, Aaron Hickey đang ở rất gần việc gia nhập Brentford. Cụ thể, bầy ong đã đồng ý chi ra 14 triệu bảng kèm phụ phí để thuyết phục Bologna nhà người. Aaron Hickey sẽ sớm di chuyển tới Anh để tiến hành kiểm tra y tế và ký một giao kèo có thời hạn 5 năm với Brentford. Được biết, Arsenal chỉ theo dõi Hickey chứ chưa hề có động thái đàm phán về thương vụ này bởi pháo thủ vẫn đang dành sự ưu tiên cho mục tiêu khác. Arsenal nhận món hời từ Alejandro Grimaldo. Theo tờ Record của Bologna, Arsenal đã có những trao đổi ban đầu với Benfica về trường hợp của Alejandro Grimaldo khi mà hợp đồng hiện tại của anh sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau. Cụ thể, Benfica chấp nhận để Grimaldo ra đi với chỉ 7 triệu bảng, con số rẻ hơn rất nhiều so với hồi 2019 mà Arsenal hỏi mua. Theo đó, 60 triệu euro là những gì câu lạc bộ Bologna yêu cầu khi pháo thủ bày tỏ nguyện vọng muốn sở hữu Grimaldo vào thời điểm 3 năm trước. Juventus ưu tiên mang về Gabriel Magalhães. Theo tờ Gazzetta dello Sport, trong trường hợp Juventus chia tay Matthijs de Ligt, họ sẽ ưu tiên dành sự quan tâm dành cho Gabriel Magalhães, cầu thủ đang thuộc biên chế của Arsenal. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Juve bày tỏ mong muốn sở hữu cầu thủ người Brazil. Trước đó vào phiên chợ mùa đông vừa rồi, lão bà muốn đổi Otamendi để đổi lấy Gabriel và một số tiền từ Arsenal. Tuy nhiên, pháo thủ ngay lập tức từ chối. Bên cạnh đó, Chelsea đã trồng ra 35 triệu bảng kèm Timo Werner để đổi lấy sự phục vụ của De Ligt. Tuy nhiên, Juventus chỉ muốn có tiền. Tờ Gazzetta dello Sport khẳng định, Juventus coi Gabriel là sự thay thế tiềm năng của De Ligt và tin rằng lời đề nghị rơi vào khoảng 26 đến 30 triệu bảng có thể thuyết phục Arsenal nhà người. Tại một diễn biến khác, Real Sociedad là cái tên mới nhất muốn có chữ ký của Nuno Tavares bên cạnh hai đội bóng là Marseille và Atalanta. Arsenal từ chối bán William Saliba. William Saliba đã có được 51 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Marseille, góp công lớn giúp đội bóng của huấn luyện viên Jorge Sampaoli giành suất tham dự Champions League mùa tới. Họ cũng lọt vào bán kết Europa Conference League. Chính vì vậy, đội chủ sân Vélodrome đã bày tỏ ý định muốn mua đứt cầu thủ người Pháp vào mùa hè này. Tuy nhiên, theo cây viết Santi Auna, Arsenal đã từ chối bán Saliba cho Marseille. Theo đó, Mikel Arteta quyết định điền tên Saliba vào dự án của ông ở mùa giải 2022-2023. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal sẽ quyết tâm giữ chân Saliba trong mùa bóng tới. Về tình huống của William Saliba, có những tin đồn cho mượn xuất hiện rộng rãi, nhưng ban lãnh đạo của Arsenal và Mikel Arteta đều tin tưởng Saliba là một phần của đội bóng ở mùa giải tới. Tình hình chỉ có thể thay đổi ở trường hợp Arsenal nhận được một lời đề nghị điên rồ, bởi Arsenal tin tưởng rằng cậu ấy cũng muốn thảo luận về một giao kèo mới. Hiện tại, Marseille là đội bóng đang muốn có sự phục vụ của Saliba nhất. Vào ngày hôm qua, tờ Sunday Mirror đưa tin rằng họ muốn chiêu mộ cầu thủ này với giá 25 triệu bảng. Arsenal không quyết tâm có Rafinha. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Chelsea đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Deco, người đại diện của Rafinha. Tuy nhiên đồng thời, The Blues cũng muốn nhận được một lời phản hồi từ phía cầu thủ người Brazil. Trong khi đó, cả Barcelona và Arsenal vẫn đang cố gắng cạnh tranh với Chelsea tại thương vụ này. Ký giả người Ý nhấn mạnh, pháo thủ và Barca mặc dù đang thất thế hơn Chelsea, tuy nhiên sẽ không từ bỏ Rafinha. Theo cập nhật từ nhà báo Ben Jacobs, Arsenal vẫn chưa đưa ra lời đề nghị mới dành cho Rafinha. Giám đốc kỹ thuật Edu đang tỏ ra thận trọng với chân sút người Brazil. Edu không muốn phí thời gian nếu như Rafinha không ưu tiên chuyển tới sân Emirates. Các báo cáo cho biết, Rafinha vẫn chưa đưa ra quyết định đâu sẽ là bến đỗ tiếp theo của mình sau khi rời Leeds United. Marco Asensio báo tin buồn cho Arsenal. Thời gian vừa qua, Marco Asensio đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Manchester United cũng như Arsenal. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Daily Mail, cầu thủ người Tây Ban Nha không muốn chuyển đến Anh thi đấu
bởi anh lo ngại sẽ rơi vào tình cảnh thiếu hụt thời gian chơi bóng như tại Real Madrid. Thay vào đó, chân sút 26 tuổi quyết định lựa chọn gia nhập AC Milan làm bến đỗ tiếp theo. Hector Bellerin nằm ngoài dự án của Mikel Arteta. Hector Bellerin đã trở lại Arsenal sau một năm được treo mượn tại Real Betis. Tuy nhiên, theo tờ Marca, Mikel Arteta không coi hậu vệ người Tây Ban Nha là một phần trong kế hoạch mùa tới. Trong bối cảnh đó, Atlético Madrid đang tiến hành đàm phán với Arsenal về trường hợp của Bellerin. Về phía cầu thủ, Bellerin ưu tiên ở lại Real Betis một lần nữa, thậm chí anh chấp nhận giảm lương để quay lại đây. Tuy nhiên, vấn đề tài chính của Betis đang không ủng hộ màn tái ngộ này. Nếu không thể quay lại Betis, Atlético Madrid cũng được coi là một điểm đến hấp dẫn của Bellerin. Ở một diễn biến liên quan, một hậu vệ khác của pháo thủ cũng đang rục rịch trên đường ra đi, đó là Ainsley Maitland-Niles. Theo tờ Daily Mail, Nottingham Forest sau khi thăng hạng lên Premier League đang cân nhắc chiêu mộ cầu thủ người Anh với mức phí khoảng 18 triệu bảng. Bellerin mong muốn rời Arsenal. Theo nguồn tin từ Football London, thủ thành Bellerin mong muốn được tham dự World Cup 2022 cùng tuyển Đức. Do đó, người gác đèn 30 tuổi mong muốn rời Arsenal tìm một bến đỗ mới, nơi anh được thi đấu thường xuyên hơn để tạo ấn tượng với huấn luyện viên đội tuyển Đức, ông Hansi Flick. Được biết, Fulham đang là cái tên tiềm năng nhất cho Bellerin. Tuy nhiên, đội bóng mới lên hạng không đồng ý con số 10 triệu euro như Arsenal yêu cầu. Thay vào đó sẽ là sở hữu Leno dưới hạng tự do vào năm sau. Arsenal quan tâm đến Seko Fofana. Tờ El Equipe của Pháp cho biết, cả Arsenal, Newcastle United và Paris Saint-Germain đều đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Seko Fofana của Lens vào mùa hè này. Câu lạc bộ nước Pháp đang định giá 26 triệu bảng cho cầu thủ sinh năm 95. Mùa giải trước, Fofana ghi được 10 bàn thắng sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Lens. Theo những báo cáo, Arsenal là sự lựa chọn ưu tiên thứ hai của Fofana sau PSG. Pháo thủ có thể cung cấp cho anh cơ hội chơi bóng tại Europa League thay vì ở lại Lens hay sang Newcastle. Arsenal cần thanh lý cầu thủ để lấy tiền mua sắm. Arsenal trải qua một trong những mùa giải bận rộn nhất ở kỳ chuyển nhượng. Họ đã mang về Emirates 4 tấn binh là thủ thành Matt Turner, Marquinhos, Fabio Vieira và Gabriel Jesus. Những mục tiêu tiếp theo là Rafinha và hậu vệ Lisandro Martinez. Tuy nhiên, song song với việc chiêu mộ người mới, pháo thủ cũng cần thanh lý bớt những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, phần để dành chỗ cho những người mới, phần để có thêm tiền chiêu mộ các tân binh. Cụ thể, Nicolas Pepe đang được một số câu lạc bộ ở Pháp và Anh quan tâm. 25 triệu bảng có lẽ là mức phí khiến cả hai đội hài lòng vào lúc này. Dù vào mùa bóng 2019, Arsenal đã vung tới 72 triệu bảng cho Pepe. Trong khi đó, Lucas Torreira đã được định giá 13 triệu bảng, Hector Bellerin vào khoảng 17 triệu bảng, Bellerin trị giá 8,5 triệu bảng. Ngoài ra, theo định giá của CS, bộ đôi Paulo Barry và Ainsley Maitland-Niles cũng có thể mang về cho Arsenal thêm khoảng 7 triệu bảng. Tổng cộng những người thừa tại Emirates có khả năng giúp ngân quỹ của Arsenal dư ra khoảng 71 triệu bảng. Đó là chưa kể có thể giải phóng một quỹ lương khổng lồ. Lucas Torreira khó khăn trong việc tìm bến đỗ mới. Trong một phát biểu mới nhất, đích thân tiền vệ Lucas Torreira đã thẳng thắn thừa nhận anh không có cơ hội khoác áo Arsenal ở mùa giải tới. Lý do là bởi không nằm trong kế hoạch của Mikel Arteta. Tôi không có cơ hội ở lại Arsenal. Ngay từ đầu họ đã nói với tôi rằng tôi không có chỗ đứng tại câu lạc bộ. Vì vậy tôi cũng không muốn ở lại đây vì tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Điều tôi muốn là tiếp tục ở lại Fiorentina, nhưng điều đó đã không xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy chúng tôi sẽ tìm kiếm một hướng đi mới,